Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Thì lời nói đầu tiên trong cái video này thì cho phép mình, Bảy Gà, xin được gửi tới toàn thể anh em cộng đồng game thủ Rồng Hero một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc anh em có một cái nguồn sức khỏe dồi dào và thật là nhiều sự may mắn để làm sao chúng ta có thể cùng nắm tay nhau bước qua cái mùa dịch Covid 19 nó đang hoành hành thế này. Phải nói là cái đại dịch này nó cực kỳ là phức tạp, mà anh em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Thì ở cái video này cũng không dài dòng, không lôi thôi, không yên man nữa. Mình sẽ hướng dẫn anh em một cái thủ thuật mà nếu như anh em nào mà biết rồi thì xem với cái tinh thần gọi là mua vui thôi. Đấy, còn anh em nào mà chưa biết, có thể là anh em đã từng suy nghĩ đến rồi, thì anh em xem và học hỏi. Thì ở cái video này mình sẽ chia sẻ anh em cách ăn xích tiêu các ở những cái tầng thấp hơn cái level của mình. Ví dụ như mình đang là cấp 353 đây, thì mình sẽ phải ăn ở cái xích tiêu các ít nhất là tầng 5 rồi. Chứ còn nếu tầng 4 thì mình cũng chỉ ăn được 3 con cuối thôi. Đây là con 310 và con 320 cộng với con 340, đúng không? Còn từ con 300 trở đi mình ăn là mình không có được cái gì cả. Thì ở cái clip này mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách làm sao mình ăn được cái con boss đấy. Nhưng mà không phải bon chen, quan trọng là không phải bon chen anh em ạ. Tính mình thì không thích bon chen. Ví dụ như ở server mình đây, thì mình sẽ lấy cái con chính này của mình. Đây, con chính là cái con đấng này này. Mình đang dùng cái máy mình quay này. Và một con phụ. Đây, con phụ là con ánh mắt. Đây thì con ánh mắt này để mình xem nó là level bao nhiêu. Nó là level 241. Đấy. Thì level 241 được hiểu là cái con này nó sẽ có thể ăn được từ cái con boss level 200 trở đi đi. Đấy. Ăn được con boss level 200 trở đi thì ở cái xích tiêu các này thì nó có một cái cách là tính rất là hay. Nó không tính lượng đam tổng thể, nó cũng không tính cái lượng đam ai đam nhiều hơn. Đấy, thì nó chỉ tính mỗi cái đam đầu tiên. Thằng nào chạm vào trước con boss đấy trước thì là ăn. Đây thì mình sẽ ăn thử con 210 nhé. Đấy, mình cho con ánh mắt nó đang chạy trước. Đấy, vào nó vào phát nó chạm nhẹ vào phát nó cướp luôn con boss. Đây thì mình lấy cái con chính này của mình. Mình đam thì nhàn rồi. Đấy. Và với điều kiện lưu ý nhỏ anh em nhé. Cái con ánh mắt này là cái con mà anh em chỉ là cái con cờ lăn này. Tức là anh em chỉ dùng để ăn xích tiêu các chứ không có cày cái gì hơn cả. Như thế thì anh em chơi như thế rất là kinh tế luôn. Còn nếu trường hợp mà anh em nào VIP 5 ra vào xích tiêu các 2 tự do, VIP 6 như mình ra vào xích tiêu các 3 tự do, mình sắp lên VIP 7 rồi, thì sẽ ra vào xích tiêu các 4 tự do, đúng không? Như lúc đấy là thoải mái luôn nhá. Thì anh em cứ yên tâm. Đấy, mình cứ cho một con chạy trước, một con chạy sau đây này. Mình đi săn này, nếu như mà được cái gì đó thì mình nghĩ là vui. Còn nếu như mà không được cái gì thì thôi, coi như mình vẫn ăn được xích tiêu các đều tay, đúng không? Nói thế thôi, chứ còn nếu như mà bảo đang ăn con 220 này mà nó ra cái truy hồn thế thì nó cũng mớ tiền, chứ không phải đơn giản đâu anh em ạ. Đấy, nếu như mà được thì mình để mình dùng, còn không mình đủ rồi thì mình bán. Anh em chơi như thế nên nó rất là kinh tế. Mà hai nữa là anh em không phải bon chen với thằng nào cả. Nếu như mà anh em bảo anh em yếu mà anh em đi bon chen với cái server của mình, ví dụ như là lại đây xem nào, server mình thằng level cao nhất server là thằng đứng này, là level 353 là nó ăn xích tiêu các 5 đi. Nếu mà ông yếu như dẹp mà ông vào xích tiêu các 5 thì nó đập cho ông chết, đúng không? Đấy thì ông cứ... thôi mình chạy sau thời đại đi, mình chỉ ăn xích tiêu các 2, xích tiêu các 3 thôi. Mình tốn thì mình không tốn cái gì, mất mình không mất cái gì, mà nó lại kinh tế anh em ạ. Đấy, thứ hai, nếu như mà vào những cái ngày mà cái game này nó có cái event anh em, nếu như vào những cái ngày mà nó có event đổi đạo cụ thì anh em dùng cái cách này anh em cày, phải nói là cày event thì anh em cực kỳ nhiều event luôn, anh em đổi mát ga luôn. Mà thật ra mình nói với anh em nhé, những cái mà nó có trong cái đổi đạo cụ event đấy, những cái đấy nó tăng lực chiến rất là thực tế vào cái mục nhân vật này này. Đấy, nếu như mà nó tăng lực chiến mục nhân vật nó cốt lõi trong PK luôn. Mình thấy nếu như mà đồ đạc ông có hơn nhưng mà cái về cái phẩm chất nhân vật của ông nó kém hơn thì ông PK cảm giác ông vẫn kèo dưới. Đấy, thế nên trên đây là mình đã chia sẻ với anh em cái cách gọi là làm sao để ăn được xích tiêu các mà không phải bon chen này. Đấy, ăn xích tiêu các level thấp hơn mình rất nhiều. Thế nhưng mà lưu ý nhỏ với anh em là anh em phải chấp nhận chịu phí giao dịch. Ví dụ như anh em muốn chuyển đạo cụ từ nick phụ về nick chính, anh em phải chịu phí giao dịch. Đấy, thì nó sẽ tốt hơn. Mình nhớ là nếu như mà có những cái trường hợp là sẽ có cái nick clan của mình ấy, các bạn có thể dùng cái nick clan của mình, cái nick ở trong cùng một cái tài khoản này luôn. Anh em có thể là đánh, dùng cái nick chính, đánh con boss ấy gần chết rồi cho nick clan đứng đấy, nó nhặt, nó sẽ nhàn anh em hơn. Thế nhưng mà mình nghĩ thế nó mất thời gian. Nhưng mình dùng hai máy song song. Nếu như mà anh em nào có giả lập ấy thì anh em chơi bằng giả lập, chịu khó mất tí phí, chơi cho nó nhanh. Còn nếu như anh em nào muốn kinh tế nhất có thể thì anh em nên dùng cái nick clan của anh em, tức là anh em sẽ lôi cái nick chính này. Đây, ví dụ mình ăn cái con này là cái con 245 này. Anh em sẽ lôi cái con đấng này vào, đập cái con này trước. Đấy, đập nó gần chết rồi thì đổi nhân vật qua con phụ vào đập tiếp, nó chết thì nhạt thôi. Đấy là có nhiều cách để anh em ăn được cái xích tiêu các. Cấp nhỏ anh em rất nhiều, nó kinh tế, đỡ phải bon chen. Đấy, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nhé. Xin cảm ơn anh em.